Biết có team tung quả mù, X2 tốc độ Pimenez khiến Pioneer hụt hẫng. Giải ngố Pinnacle Daily xin chào cộng đồng Pioneer. Theo những tuyên bố chính thức từ phía Bicotim, thì dữ liệu về KYC và chuyển Pimenez đã đạt được những bước tiến lớn. Lần gần nhất, dự án cho biết số liệu Pioneer được KYC đã là 11,1 triệu người dùng, 5,8 triệu ví Menet. Con số này gần đạt đỉnh chỉ tiêu mà founder Nicolas tuyên bố về thời điểm open Menet. Ngoài ra, Bicotim cũng thông báo tốc độ trả Pimenez đã được X2. Khi hiện nay chỉ đang có 5,8 triệu tài khoản đang Menet thì kỳ vọng sẽ sớm đạt được 10 triệu người dùng rất nhanh. Tuy nhiên, sự thật từ dữ liệu on-chain thì lại không diễn ra như Bicotim công bố. Chúng tôi đã phát hiện sự chậm trễ đến mức kinh ngạc về tốc độ xử lý của quá trình Menet này. Trong video ngày hôm nay, giải ngố Pinnacle Daily sẽ cùng cộng đồng phân tích các dữ liệu on-chain thực tế mà Bicotim đang xử lý cho cộng đồng. Đừng chuyển video, những thông tin sau đây sẽ khiến bạn phải ngã ngửa về sự thật của mạng lưới Pinnacle. Xin mời các Pioneer tiếp tục theo dõi trong video ngay sau đây. Phần 1. Bicotim công bố X2 tốc độ như thế nào? Vào khoảng tháng 5, trong bản nâng cấp kỹ thuật mới nhất, thì Bicotim đã tối ưu hóa thuật toán quản lý quá trình di chuyển Menet. Cũng theo Bicotim, thì quá trình di chuyển Menet còn nhanh hơn so với yêu cầu di chuyển mới nhận được mỗi ngày. Tức là chưa nhận được yêu cầu thì đã xử lý xong. Và điều này được kỳ vọng là X2 tốc độ trả phi so với bình thường. Do việc nâng cấp tốc độ được cải thiện, Bicotim thậm chí còn tuyên bố họ cần nhiều Pioneer hơn nữa để thuật toán tối đa hóa việc sử dụng khả năng di chuyển Menet mới nhất này. Sau bản cập nhật tháng 5, thì bạn có thể đã được di chuyển Pimenet, hoặc ít nhất thì bạn sẽ di chuyển nhanh hơn trong hàng đợi Menet, đặc biệt nếu bạn đang tích cực khai thác hàng ngày. Tuy nhiên, đó là những gì mà Bicotim và dự án đã tuyên bố. Còn sự thật về việc này thì chỉ có dữ liệu on-chain mới cho bạn câu trả lời thực sự. Phần 2. Điều gì đang thực sự diễn ra trên on-chain? Trước đây, mỗi tháng, Bicotim có thể trả khoảng từ 200 đến 300 triệu Bitcoin về Menet, đặc biệt là các dịp PD và P2D. Lượng Bitcoin Menet được trả về cực kỳ nhiều. Số lượng user vào thời điểm này cũng tăng 100.000 người Menet là chuyện hết sức bình thường. Các dữ liệu Menet cho biết, hiện nay có đến 5,8 triệu tài khoản đã được sử dụng Menet kính tính đến hiện tại, tức là giai đoạn trước tốc độ xử lý rất nhanh. Mỗi phút có thể lên đến vài chục tài khoản chuyển Menet. Sau tuyên bố về X2 tài khoản, thì quá trình chuyển Menet này được kỳ vọng sẽ diễn ra nhanh hơn trước. Nhưng thực tế thì khi nhìn vào on-chain, chúng ta có thể thấy tốc độ đang giảm đi rất mạnh. Mỗi phút trôi qua, chỉ có 4 giao dịch tạo ví mới. Và chỉ chạy được một thời gian, thì bắt đầu ngưng lại, không chuyển Menet nữa. Diễn biến này lại xảy ra trái chiều với tuyên bố của Bicotim, khiến cộng đồng không thể xác định đâu mới là ý định thực sự của Bicotim. Tuyên bố X2 tốc độ, nhưng thực tế thì âm thầm giảm X4 lần lượng trả Menet. Phần 3. Tình trạng hiện nay của mạng Pinnacle. Nhìn chung, các dữ liệu về Menet có nhiều tiến triển tích cực trong thời gian vừa qua. Nó cũng thể hiện được khả năng open Menet trong thời gian tới. Tuy nhiên, dựa theo on-chain thì rõ ràng quá trình này đang bị Bicotim cố tình kéo dài ra. Trong khi đó, các diễn biến về thị trường của Bitcoin vẫn đang gặp rất nhiều bất ổn. Giá trị của Bitcoin nhiều ngày gần đây đã bị suy yếu đáng kể. Hiện giá chỉ còn 0,27 đô trên sàn Bitrex và ngày B2D đã rất gần. Tuy nhiên, không có tín hiệu giao dịch tích cực nào cho Bitcoin. Sự cố từ vụ 31 triệu Bi của Teltalk vẫn chưa có câu trả lời chính thức từ Bicotim và cả dự án Teltalk. Nếu mọi việc tiếp tục im lặng và khối tài sản 10 triệu đô la kia thật sự bị khóa, thì mạng Bi chắc chắn sẽ còn khủng hoảng nhiều hơn nữa trong thời gian sắp tới. Bạn nghĩ gì về việc trì quản Menet mà chúng ta đang thảo luận hôm nay? Hãy để lại suy nghĩ của mình ngay bên dưới để thảo luận cùng chúng tôi. Để kịp thời nhận được các thông tin một cách nhanh nhất, bạn có thể tham gia nhóm Facebook của chúng tôi tại link được đính kèm dưới mô tả của video này. Đừng quên để lại ngay một like và subscribe kênh để nhận được thông báo ngay khi video mới được xuất bản. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chuyên mục tiếp theo.